thôi xin hãy cho nhau nụ cười, tiếp sức hồi sinh hãy cho nhau cuộc đời. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh luôn luôn là một người bạn đồng hành với những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi sẵn sàng đi đến mọi nơi, bất kể vùng nào, vùng sâu, vùng xa. Nếu như quý vị gặp khó khăn trong cuộc sống, đừng ngại ngần gì hết. Hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Lắm những bàn tay, thời khắc định mệnh, gần lắm những bàn tay. À, dám chơi chị. À, dạ chị ơi, cho em hỏi nhà của anh Khương ở đâu vậy chị ạ? Khương có phải anh Khương mà nằm đùng không ạ? À, dạ đúng rồi chị. Em trai nằm ở trên bệnh viện phải không? Dạ, dạ đúng rồi chị. Thế nhà anh ở trong này, ở trọ ở trong này á? Ở trọ trong này hả chị? Em là đại sứ cho chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh á. Thì em muốn đến đây để mà thăm nhà của anh Khương. Là anh Khương thì làm nghề gì chị nhỉ? Anh ấy làm đùng mướn ở đây em. Dạ. Thuê nhà ở đây mà làm đùng mướn thì ở bên Long Sơn ạ. Hoàn cảnh gia đình của anh Khương thì như thế nào chị nhỉ? Nói chung mà cũng rất khó khăn, hai vợ chồng thì hai đứa con thì ở trọ ở đây thì em trai thì nằm thì bây giờ anh trai phải đứng ra lo vậy á. Thì dạ. Đi làm, nói chung là đi làm mướn thì em cũng biết hoàn cảnh ở đây rất chỉ là khó khăn thôi. Dạ đúng rồi, thì mọi còn người thì hai đứa nhỏ, vợ thì bây giờ một người chăm sóc, còn chồng thì đi làm đùng vậy á, thì dạ, đùng thì lúc thì nước được nước không vậy đó, một tháng thì chỉ làm được nước lên bao nhiêu ngày vậy thôi. Dạ. Chị thấy hoàn cảnh thì khó khăn, thấy con cái thì các cháu thì đi học này còn nhỏ, thấy anh chị cứ thay nhau chăm sóc nhiều, dạ, nghĩ đến cái hoàn cảnh mình cũng thấy thương, mình làm dạ, xóm cũng chẳng giúp được cái gì nhiều quá. Dạ. Vâng. À, bây giờ bên chương trình của em á, cũng muốn là hỏi thăm về nhà của anh Khương. Có biết nhà anh Khương chị giúp em đấy, đi, anh chị đi, vào ở phòng trọ ngay trong này mà em vào đây hẻm đây có xíu à? Dạ dạ. Có xíu tới à? Dạ vâng. Trên nhất của mình. Đi chị sắc luôn. Dạ. Đi em. Dạ vâng. Bây giờ chị ở đây không chẳng giúp được gì, cũng nhờ chương trình. Dạ vâng. Đây nhà chị đây. Là tất, dạ vâng, tất cả mọi người đều ở đây, gia đình ở đây, của anh gia đình Khương anh Khương đều ở đây hết. Còn bây giờ chắc là anh không có nhà, anh khóa cửa anh đi chắc là đùng ấy. À dạ, thì anh Khương không có nhà như vậy thì anh Khương đi làm thì đi làm ở đâu? Sông xa đấy em, mà nếu mà ấy thì em đi vòng từ đây ra cầu có mai rồi em đi qua cái bờ sông kia rồi mới tới rồi. Chắc bây giờ em cũng đi luôn để em gặp anh Khương để nói chuyện ha chị ha. Em cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Chờ tôi chút xíu, tôi buộc cái ghe xong là tôi có giờ rừng rú vào đây thì bác cái nhà bác cái đi làm hết rồi, còn vợ bác ở trên bệnh viện, còn lại là bác ra đồng bác làm cho người ta. Thế còn cô mà muốn đi tìm ấy, thì khả năng cô không tìm thấy đâu. Mà muốn đi thì tôi dẫn cô. Dạ vâng, đi. Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều nha trời. Dạ. Cho cậu đi. Bác Khương này, nên có người gặp nói tí. Chuyện với người ta nha. Chờ chút nha. Dạ em chào anh. Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm. Không nhờ anh chắc là em không có kiếm được anh Khương. Dạ em cảm ơn. Không có gì đâu. Chào em. Dạ em chào anh. Chào em nha. Dạ anh đang làm gì thế ạ? Anh đang thả cái bát quái này ở dưới này để bắt tôm. À bắt tôm anh. Hồi nãy thì em có gặp hai chị hàng xóm á. Thì anh chị có nói với em là anh làm ở trong này
Thì hoàn cảnh nhà anh cũng khó khăn á, thì em là đại sứ của chương trình tiếp sức hồi sinh anh, thì em cũng muốn nói chuyện với anh về cái người em của anh á. Dạ như chắc là mình lên đây ngồi nói chuyện luôn đi anh ha. Ừ cũng được. Dạ. Người anh đang lớn. Mình ngồi xuống luôn đi. Dạ. Chào em. Chào cô. Chắc đứa nhỏ này là con của anh luôn hả anh? Gọi anh đấy. Dạ chắc nó giờ nó lớn rồi anh ha, nó học lớp mấy rồi anh ạ? Cháu học lớp 2 mà dạ. Mẹ thì chăm chú ở dưới viện, còn bố dạ. thì đi ra đây làm nên là ở nhà một mình. Dạ. Không để cháu ở nhà một mình, đưa dạ. ra đây dạ. xem chơi với bố thôi. Vậy là anh là làm ở đây, chị dâu là vô phụ hết tất cả mọi thứ luôn anh? Thì đúng rồi, thì bây giờ thì yeah. anh ở đây thì chị phải ở dưới đấy, còn khi anh ở dưới thì chị mới được về nhà để dọn dẹp nhà cửa với lại chăm cho các cháu, cũng phải bảo ban các cháu nó học. Chị có làm công việc chung với anh là ra đồng như vậy không anh? Anh làm này thì chị có đồ thì chị, nếu mà chú mà không làm ở viện yeah. thì chị lấy đồ của anh làm ra mang đi chợ bán và cũng có lấy thêm ít đồ ở ngoài chợ về yeah. bán, lấy ở chợ này bán chợ kia. Nhưng mà yeah. bây giờ từ ngày chú như vậy là thôi rồi, không có thời gian để đi nữa. Vậy là quá là khó khăn luôn anh ha. Cái điều mà gọi là mong muốn nhất và là cũng mới nhất là về cái kinh tế. Và bây giờ tôi chỉ lo cái là không có tiền để chữa trị cho em, cho chú ấy. Đấy thôi, chứ còn bây giờ thực chất là bây giờ là bố mẹ thì đấy, thì ông bà thì già hết rồi mà ông thì lại bị bệnh hiểm nghèo như thế. Vợ chồng tôi thì đấy, bây giờ trước khi chưa có chú bị như vậy thì còn làm ra còn được đồng ra làm vào cho các cháu ăn học, chứ bây giờ chú làm như thế rồi mà tốn rất nhiều tiền rồi, thế mà bây giờ cứ tiếp diễn như này nữa là thực ra đến bây giờ là vợ chồng tôi cũng bất lực đấy, không còn gọi là sức gọi là để cán rồi, thôi đến đâu thì đến thôi, chứ còn cũng rất mong là qua chương trình thì cũng mong được nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng, của mọi người để cho là giúp đỡ trước mắt là vợ chồng tôi để lo cho chú được hồi phục được phần nào thì tốt phần đấy thôi, chứ còn hy vọng để mà hồi phục hoàn toàn như trước thì chắc cũng không dám hy vọng, nhưng mà hồi phục được phần nào là tốt phần đấy và gia đình cũng đỡ vất vả, đỡ khổ. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh kính chào quý vị. Hôm nay thì chúng tôi đến thăm bệnh nhân Lê Thanh Cương đang bị một cái tai nạn và có thể nó đang bị liệt tứ chi luôn quý vị. Chúng tôi đã gặp phòng công tác xã hội cũng như là các bác sĩ tại khoa y dược cổ truyền bệnh viện Bà Rịa giới thiệu chúng tôi. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ vào thăm bệnh nhân Lê Thanh Cương xem tình trạng thế nào nha. Mời quý vị. Chào bác chị. Dạ, em chào anh. Tình hình anh sao rồi bác? Bây giờ thì đang cố gắng tập để cho bệnh nhân có thể đứng được. Dạ, cái này là cái bàn để tập đứng. Tập, cho tập đứng đúng không? Dạ, vâng. Dạ. Nhưng thì các cái cơ, các cái khớp đang bị co cứng thanh. Bây giờ cố gắng tập đứng với cái dụng cụ hỗ trợ này để tập cho bệnh nhân quen với cái tư thế đứng. Tại vì mấy tháng nay bệnh nhân còn nằm thôi. Chưa có cảm nhận được đứng đúng không? Dạ, vâng. Dạ. Cái tay này nếu mà mở ra thì cử động được chưa? Chỉ các bệnh nhân có gồng lên thôi, chứ còn chưa cử động theo cái chủ ý được. Dạ. Ngoài tập đứng rồi còn tập tay chân cử động này kia. Dạ đúng rồi, mỗi ngày thì tụi em sẽ có cái nhân viên vật lý trị liệu đó tập dạ. cho các cái cơ của bệnh nhân để bệnh nhân có thể duỗi các cái cơ được tốt hơn và cố gắng để tập các cái chức năng vận động nhỏ nhất cho bệnh nhân. Dạ. Dạ. Mình có chăm cứu gì thêm không? Dạ có anh, cái liệu trình của bệnh nhân này là vừa điều trị oxy cao áp, vừa được chăm cứu mỗi ngày và các cái em bên vật lý trị liệu sẽ tập phục hồi chức năng mỗi ngày cho bệnh nhân luôn. Dạ. 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 Cảm ơn bác chị. Dạ. Chút xíu Linh sẽ ghé phòng bác ha. Dạ. Dạ. Đã cho anh gặp riêng gia đình chút xíu. Dạ. 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 Vâng. Xin mời anh. Dạ. À, chào anh. Chào em gái. Dạ. Em chào anh. Em là gì của? Em là chị dâu ạ. À, chị dâu dạ. hả? Của anh là có gia đình chưa? Anh có gia đình nhưng mà hai vợ chồng bỏ nhau rồi. Ừ. Dạ. Dạ. Anh có con chưa? Có con rồi. Mấy đứa chị? Dạ một ạ. Con trai à. Lớn chưa? Cháu học lớp 8. À dạ. Ở cái tình hình hiện nay thì chị giàu phải nuôi với ai nuôi nữa? Dạ hai vợ chồng em. Rồi đúng rồi. Hai vợ chồng nuôi. Khó khăn quá chị hả?
Rồi ba mẹ đâu? Ba mẹ em già lắm ở ngoài Bắc à. Ngoài Bắc là ở đâu? Ở Thái Bình ạ. Thái Bình dạ. Hả? Rồi anh vào đây anh làm việc. Dạ. Rồi bị tai nạn. Dạ. Cái hôm mà anh bị tai nạn đó thì có ai phát hiện ra gì? Có 4-5 anh em đang làm cùng đấy ạ. Rồi bới ra đưa vào đây luôn. Trời. Có hai anh em sống ở trong đây thôi. Dạ. À. Rồi chị phải vừa lo cho con, gia đình người vừa lo cho. Dạ. Hiện nay thì nằm ở đây bao lâu rồi? Dạ, nằm hôm nay là tròn 3 tháng rồi. 3 tháng rồi dạ. Hả? Chị thấy cái sự tiến triển như thế nào? Bây giờ mới chưa biết cái gì hết. Cũng gọi, bây giờ biết nhiều lúc gọi thì cũng nhìn sang được một chút thôi chứ còn... Nhưng mà nhận biết được chị dâu chưa? Dạ, không biết ạ. Không biết à? Dạ. Rồi ăn uống thế nào? Ăn uống thì đưa vào bằng cái đường ống này. Đưa vào. Hiện nay thì các bác sĩ đang tập đứng này cho nó quen đúng không? Dạ. Nó quen rồi cái tay chân anh tự động được chứ? Dạ không ạ. Chưa nhận biết được gì hết. Dạ. Chương trình tiếp sức hồi sinh dạ. Cũng được phòng công tác xã hội thông báo là cái tình hình như thế. Dạ. Cái hoàn cảnh cũng khó khăn nên chương trình đến thăm chị ha để xem có thể chia sẻ được điều gì với gia đình. Ừ, phần kinh tế hôm nay thì nuôi bệnh như sao đây? Dạ, nhà em rất là khó khăn đấy ạ. Rồi đó anh sống với ai ở đây? Đây sống với hai vợ chồng em. Ở chung với nhà luôn dạ. Với anh dạ, nhà mướn ạ. Vâng. Nhà mướn. Rồi hiện nay con anh sống với ai? Sống với mẹ. À, cái con sống với mẹ rồi. Ở ngoài Quảng Ninh ạ. Quảng Ninh rồi. Xa quá nha. Rồi có hay tin ảnh bị gì chưa? Biết rồi. Có vào thăm không? Không. Hoàn cảnh khó khăn quá hả? Rồi bây giờ thì cô Linh sẽ vào làm việc với bác Chi. Cảm ơn. Để xem cái phác đồ điều trị thế nào, cái tình hình thế nào. Dạ. Chương trình tiếp xúc hồi sinh mong chia sẻ những cái điều gọi là tốt nhất có thể cho dạ. Cho anh ấy ha. Dạ. 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 Cảm ơn anh. À, chào chị nha. Dạ. Xin chào quý vị, bây giờ thì chương trình tiếp sức hồi sinh đang có mặt tại khoa y dược cổ truyền Bệnh viện Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi đang xem hồ sơ của Lê Thanh Cương, thấy rằng trong hồ sơ thể hiện là bị liệt tứ chi luôn quý vị, trong một cái tai nạn cũng rất là hy hữu và có thể nói đây là một trong những trường hợp mà sống sót mà ta gọi là may mắn đó quý vị. Và được bệnh viện điều trị cái này cũng 3 tháng rồi, nhưng tình trạng không biết thế nào, chúng tôi sẽ cùng trao đổi với bác sĩ trưởng khoa, bác sĩ Uyên Chi. Chào bác ạ. Dạ vâng, xin được chào anh Linh và xin được chào chương trình. Thì bệnh nhân Lê Thanh Cương này vào viện trong một tình trạng rất là nguy kịch. Bệnh nhân sau khi bị cái tai nạn lao động là hội chứng vùi lấp, nghĩa là bệnh nhân bị vùi lấp dưới cỡ khoảng gần 2 khối bùn đất. Dạ. Và sau khi mà đưa được bệnh nhân đi ra khỏi cái khối bùn đất đó thì bệnh nhân trong tình trạng là ngưng tim ngưng thở. Dạ. Và đã được Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Sau đó thì bệnh nhân được chuyển về khoa hồi sức điều trị và bệnh nhân phải thở máy hoàn toàn luôn. Và khoa đã tiếp nhận bệnh nhân trong cái tình huống đó. Dạ. Và khi mà tiếp nhận thì cái cơ hội gọi là sống sót của bệnh nhân rất là mong manh. Bởi vì các bác sĩ hồi sức cũng đánh giá là ca này có thể cái nguy cơ tử vong rất là cao. Bởi vì vùi lấp 10 phút ở trong cái ống bùn như thế. Dạ vâng. Và cái công việc đầu tiên cấp cứu là chúng ta làm gì ạ? Đầu tiên đó thì bệnh nhân được đặt nội khí quản cho và lên khoa hồi sức để được thở máy. Sau 5 ngày ở khoa hồi sức thì tình trạng bệnh nhân có vẻ là không cải thiện và có vẻ càng ngày càng xấu hơn. Sau đó thì khoa dược cổ truyền được mời tham gia và sử dụng cái hệ thống oxy cao áp để điều trị. Thì sau đó cũng rất là may mắn, sau 3 ngày liên tục tiếp theo điều trị trong hệ thống oxy cao áp thì bệnh nhân dần dần cai được máy thở. Dạ, cai được máy thở và sau đó thì ngắt hoàn toàn máy thở luôn. Và sau đó thì giữ lại được cái tính mạng cho người bệnh và cho tới thời điểm này thì nói chung bệnh nhân cũng phục hồi tương đối là khá. Dạ. Đó là những cái nỗ lực hết sức mình của tất cả các bác sĩ tại Bệnh viện Bà Rịa Vũng Tàu thưa quý vị. Từ một bệnh nhân có thể nói là gần như là hy vọng chỉ có một vài phần trăm thôi. Với sự nỗ lực đó mà hiện nay bệnh nhân đã gọi là không còn thở máy nữa và đã vận động được rồi. Thì tình trạng hiện nay thì sức khỏe thế nào? Chúng ta cảm nhận rằng mình sẽ điều trị khoảng bao lâu thì bệnh nhân có thể xuất viện được? Hiện tại thì nếu như mà bệnh nhân xuất viện mà trong tình trạng khỏe mạnh như bình thường á, yeah. Thì có lẽ là cũng khó. Tuy nhiên là
chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để mà giúp cho bệnh nhân có thể tái hòa nhập cộng đồng ở một mức độ gọi là tương đối tốt nhất có thể. Một cái phác đồ điều trị mới nhất dành cho bệnh nhân như thế nào? Hiện nay thì bệnh nhân này trong cái giai đoạn để phục hồi chức năng, trong đó kể cả chức năng về cái thần kinh trung ương, não bộ và kể cả chức năng vận động, thì hiện nay thì cái vấn đề nhận biết của bệnh nhân giống như lúc nãy mà em có chia sẻ thì cũng tương đối còn phải sử dụng nhiều cái điều trị đặc hiệu hơn nữa, trong đó có cái điều trị về oxy cao áp và cái phục hồi chức năng vận động hàng ngày cho bệnh nhân. Một cái sự lạc quan, tôi nghĩ rằng chúng ta đang suy nghĩ về điều đó thưa quý vị. Một bệnh nhân từ cõi chết trở về mà đã được ăn uống, tự ăn uống được rồi, thì tôi tin chắc rằng với những cái phát triển về y tế, với những sự cố gắng của bác sĩ tại Bệnh viện Bà Rịa Vũng Tàu, thì Lê Thành Cương sinh năm 1980 có thể có thêm nhiều hy vọng để tái hòa nhập cộng đồng. Cảm ơn bác Uyên Chi rất là nhiều, đặc biệt là cảm ơn các bác sĩ tại khoa y dược cổ truyền đã cố gắng nỗ lực để đem đến một cái sự bình an và cái sự bình phục cho bệnh nhân. Thông qua chương trình thì thay mặt khoa dược cổ truyền với cương vị là trưởng khoa, thì em cũng rất là cảm ơn anh Linh cũng như là cảm ơn chương trình đã đồng hành cùng với bệnh khoa dược cổ truyền cũng như là Bệnh viện Bà Rịa để mà có thể giúp đỡ cho những người bệnh đang điều trị tại đây có cuộc sống hòa nhập với cộng đồng tốt hơn, và cũng rất là mong chương trình sẽ còn nhiều cái cơ hội nhiều hơn nữa để dành cho những bệnh nhân mà gặp nhiều cái hoàn cảnh khó khăn giống như những bệnh nhân ngày hôm nay. Thì một lần nữa em cũng rất là cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Linh, và cũng chúc cho anh Linh với tất cả ekip chương trình và chương trình của Today TV một năm mới năm 2020 sẽ gặt hái được nhiều thành công cũng như là mang đến sự sẻ chia nhiều hơn nữa cho cộng đồng đặc biệt đang phải điều trị tại bệnh viện. Xin cảm ơn. Đúng rồi, thì Quỳnh Linh và ekip thực hiện chương trình thay mặt bệnh nhân với cảm ơn tất cả bác sĩ. Bởi các bác sĩ là những cái người có thể đem đến cái sự sống cho bệnh nhân, và chúng tôi sẽ cùng kết nối với các mạnh thường quân nữa. Hy vọng rằng tất cả những cái việc làm chúng ta sẽ đem đến một cái hiệu quả tốt nhất cho các bệnh nhân đang gặp khó khăn về mặt kinh tế, đặc biệt là những bệnh nhân đang gặp khó khăn về sức khỏe nữa. Câu chuyện ngày hôm nay như thế nào, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi nha. Hiện nay cái cơ nó còn cứng ha. Dạ. Bác sĩ Chi Uy Chi cũng đang chuẩn bị hội chẩn lại để có thể có phác đồ mới nhất. Dạ. Vì hiện nay cần kinh phí đó. Kinh phí thì mua số thuốc men để đáp ứng được cái não. Dạ. Cái trung ương thần kinh đó. Nó hoạt động tốt thì cơ tay, cơ chân nó sẽ tốt hơn. Chúng tôi cũng chỉ cố gắng hết sức mình có thể hỗ trợ phần nào đó, càng nhiều càng tốt cho anh Cương và gia đình thì nhé. Buổi phần quà đầu tiên của quỹ tiếp sức hồi sinh xin gửi cho gia đình, hoặc là một phần nào đó nó sẽ có thể tiếp thêm kinh phí để có thể mua số thuốc men. Thì mẹ đang cần rất là nhiều thuốc men, hy vọng là cái sự may mắn nó sẽ tiếp tục nữa thì ha. Em mong muốn mình là giúp đỡ gia đình nhà em đi để giúp cho em nó hồi tỉnh lại. Thì hai vợ chồng làm thuê hết để nuôi cậu em trai này nữa. Ba mẹ ngoài người Bắc hết. Được có vào đây không? Không vào nữa. Ba em lớn tuổi rồi. Lớn tuổi rồi. Bảy mấy tuổi mà cũng bị ung thư vào mọng. Trời. Cương cũng còn trẻ mà, nếu phục hồi tốt thì cũng, nếu mà khả năng mà sắp tới thì bác Chi cũng như các bác sĩ nó làm có thể tự vận động được, nếu chăm sóc tốt vận động được rồi ăn uống tự động được thì rất là tốt. Bây giờ mình sẽ qua để tiếp tục làm việc bác sĩ ha. Rồi, chúc mọi điều may mắn ha. Khi nào anh Cương tỉnh dậy nó tỉnh được thì nó cho Quỳnh Linh gửi lời thăm nha. Giờ chắc chưa nhận biết gì đâu. Dạ, mong rằng mọi điều nó sẽ phục hồi càng sớm càng tốt. Chào chị nha. Cảm ơn anh. Chúc gia đình may mắn và gọi là hạnh phúc và bình an nha. Rồi. Vẫn còn nơi rất xa, đời nghèo.
Quý vị vừa nghe bác sĩ trưởng khoa y dược cổ truyền Bệnh viện Bà Rịa chia sẻ về tình trạng của Lê Thanh Cương, cũng như chúng ta đã nhìn vào thăm Lê Thanh Cương rồi. Nói tóm lại là hiện nay thì bệnh nhân đang cần một số thuốc men tốt nhất và một phác đồ điều trị của bác sĩ sắp sửa có mới nhất, tốt nhất dành cho Lê Thanh Cương. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp sức cho bệnh nhân của chúng tôi để bệnh nhân có thể hồi phục sớm nhất quý vị nha. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi. Cảm ơn các mạnh thường quân, đặc biệt cảm ơn các bác sĩ đã hỗ trợ hết sức mình, nỗ lực hết sức mình để đem đến những điều tốt đẹp nhất cho bệnh nhân Lê Thanh Cương. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Xin chào. Tiếp sức hồi sinh đến với nhau tình người. Tiếp sức hồi sinh cho ước mơ thêm dài hơi. Cho yêu thương đong đầy vòng tay ấm ấm lên tình người. Cười tiếp sức hồi sinh, cho yêu thương đong đầy vòng tay ấm ấm lên tình người, nụ cười tiếp sức hồi sinh. Chương trình tiếp sức hồi sinh luôn luôn là một người bạn đồng hành với những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi sẵn sàng đi đến mọi nơi, bất kể vùng nào, vùng sâu vùng xa. Nếu như quý vị gặp khó khăn trong cuộc sống, đừng ngại ngần gì hết, hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Chương trình tiếp sức hồi sinh.